dầu thô thường nằm trong những địa tầng sâu dưới lòng đất và chúng thường di chuyển thành những túi dầu trong các bãi đá có hình cầu nhiều lỗ như tổ ong. Vì vậy, để khoan thăm dò tìm được mỏ dầu là hết sức khó khăn và tốn kém, nhất là khi mỏ dầu nằm dưới địa tầng đáy biển. Một mũi khoan thăm dò dầu khí có chi phí lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Nhưng sự thành công là tìm đúng vỉa dầu chỉ chiếm 20-30%. Thế nhưng, ngay khi tìm được túi hay vỉa có dầu, thì cơ bản trong túi chất lỏng đó cũng chứa đựng hỗn hợp nhiều thành phần phức tạp như nước, cặn, dầu thô và khí dầu mỏ. Gian khai thác dầu phải bơm hút hỗn hợp đó lên và sơ chế thành sản phẩm dầu mỏ nguyên liệu. Dầu mỏ được mệnh danh là vàng đen, tồn tại dưới lạng chất lỏng có độ sánh, nhơn. Hiện nay, dầu mỏ chủ yếu ứng dụng để sản xuất dầu hỏa, dầu diesel và xăng nhiên liệu. Ngoài ra, dầu mỏ cũng là nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra các sản phẩm của ngành hóa dầu như dung môi, phân bón hóa học, nhựa, thuốc trừ sâu, nhựa đường. Khoảng 88% dầu thô dùng để sản xuất nhiên liệu, 12% còn lại dùng cho hóa dầu. Nhờ các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí hiệu quả, Việt Nam từ một quốc gia hoàn toàn không có công nghiệp dầu khí đã trở thành nước có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 của Đông Nam Á, thứ 28 thế giới, có khả năng làm chủ được tất cả các công nghệ tiên tiến nhất. Giếng khai thác tiếp nhận dầu hoa khí từ vỉa chứa sản phẩm thông qua phần mở vỉa, đồng thời là đường ống dẫn dầu khí cùng với nước, gọi chung là chất lưu, lên bề mặt đất. Đường ống thu gom có nhiệm vụ tập hợp dòng sản phẩm từ các giếng khai thác và dẫn tới bình tách để tách giếng nước, khí và dầu, phục vụ cho xử lý đạt yêu cầu sản phẩm dầu khí thương mại. Trong quá trình khai thác, xử lý dầu bơm từ mỏ và phân tách hợp chất cũng là một nhóm công việc phức tạp. Đây là một nội dung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đang được cán bộ của Viện Dầu Khí thực hiện. Quy trình xử lý cùng những hóa chất sử dụng trong quá trình khai thác dầu thô trên các mỏ ngoài thêm lục địa Việt Nam do các nhà khoa học Việt Nam đảm nhiệm. Quá trình chuyển dầu thô thành các cái sản phẩm dân dụng là một quá trình khá là phức tạp. Thì trước hết khi mà dầu thô được khai thác thì chúng ta cần phải tách nước để ra được cái sản phẩm dầu thô đó. Sau đó từ dầu thô chúng ta tách thành các cái phân đoạn nhờ quá trình lọc dầu. Đấy, và những cái phân đoạn khác nhau đấy lại là những cái nguồn nguyên liệu cho những cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là sau đấy chúng ta có thể tạo ra xăng, các cái diesel hay là những cái sản phẩm nhựa, thậm chí là sơ sợi thì chúng ta cũng đa phần cũng có nguồn gốc từ dầu thô. Chúng tôi là đang nghiên cứu về các cái hóa phẩm phục vụ cho quá trình khai thác dầu khí và giúp tăng cái hiệu quả khai thác dầu. Thực ra quá trình khai thác dầu thô khá là phức tạp, tức là nó không đơn giản như chúng ta chỉ cần cắm giàn khoan xong rồi chúng ta khoan một lỗ xuống là dầu nó tự phun lên. Thì đấy thực ra chỉ là ban đầu khi mà áp suất vỉa đủ lớn thôi thì dầu nó tự phun lên được. Nhưng mà sau một thời gian thì áp suất vỉa giảm, năng lượng nó không đủ để đẩy dầu lên cái mặt giàn khoan nữa. Thì buộc chúng ta hiện nay là chúng ta đang sử dụng phương pháp là bơm ép nước vào trong vỉa. Từ những cái giếng bơm ép và chúng ta đẩy dầu lên cái giếng khai thác giúp cho dầu có thể ra được khỏi vỉa. Đấy, tương giống như quá trình chúng ta ngày xưa nếu mà chúng ta dùng cái lon sữa đặc ông thọ chẳng hạn, chúng ta phải đục hai lỗ đúng không? Khi chúng ta phun lỗ này thì lỗ khác sữa đặc nó sẽ phun ra kiểu như vậy. Thế thì cái quá trình khai thác bằng bơm ép nước đấy thì nó chỉ được một thời gian, chúng ta đã bơm ép nước khoảng hơn 20 năm rồi thì cái hiệu quả nó không cao, giống như anh rửa bát bằng nước máy thì nó không thể hiệu quả được, anh phải dùng nước rửa bát đúng không? Thế những cái hóa phẩm như thế nó tăng cái hiệu quả rửa mỡ dầu ra khỏi bát. Thì khai thác dầu thô cũng như thế thôi, chúng ta dùng nước không thì không hiệu quả, bắt buộc chúng ta phải dùng những cái hóa phẩm hoặc là những cái phương pháp để giúp tăng cái hiệu quả khai thác được cái dầu thô từ rất sâu ở dưới đất đúng không, dưới đáy biển lên mặt giàn khoan.
chế biến dầu khí là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần quan trọng trong sự phát triển đồng bộ và hoàn thiện chuỗi giá trị của Tập đoàn Dầu khí, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế đất nước như xăng dầu, phân bón, hóa chất, hạt nhựa, sơ sợi. Hàng năm, lĩnh vực chế biến đóng góp khoảng 19-26% vào doanh thu toàn tập đoàn. Các nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Nghi Sơn đáp ứng 80-85% nhu cầu trong nước. Các nhà máy đạm Cà Mau, Phú Mỹ đáp ứng 70-75% nhu cầu trong nước. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang tập trung thu hút đầu tư theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu. Hình đồ họa mô tả quy trình chế biến lọc dầu từ dầu thô khai thác thành các sản phẩm thương mại như LPG, xăng, dầu DO, dầu FO, nhựa đường. Quá trình nghiên cứu và đưa ra quy trình xử lý dầu thô thành các sản phẩm thương mại thường được thực hiện trong các phòng thí nghiệm thuộc Viện Dầu khí hoặc các công ty khai thác, chế biến dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, BSR, hiện sản xuất và cung ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường. Sản phẩm xăng dầu của BSR đã và đang đứng vững trên thị trường trong nước. Trong thương trường, khi sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa sản phẩm của BSR với các sản phẩm xăng dầu trong nước và sản phẩm nhập khẩu khác, thì việc xác định tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm của các phòng thí nghiệm là vô cùng quan trọng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất được trang bị phòng thí nghiệm rất hiện đại, các trang thiết bị tiên tiến nhất trong lĩnh vực dầu khí. Các nhân sự của phòng thí nghiệm được đào tạo thực tế cả trong và ngoài nước nên có trình độ cao. Với tiềm lực đó, phòng thí nghiệm của công ty hiện nay có thể thực hiện được tất cả các phép thử nghiệm cho sản phẩm lọc hóa dầu với độ chính xác cao. Hệ thống thiết bị mô phỏng nhà máy lọc dầu trong phòng thí nghiệm của BSR là thiết bị hiện đại, cho phép thí nghiệm mẫu dầu pha trộn và đưa ra các tham số hoạt động của nhà máy thực, có thể thay đổi sản lượng sản phẩm đầu ra theo nhu cầu trong khoảng cho phép. Thì với một bất kỳ một loại dầu thô trong nước hay dầu thô nhập ngoại thì không phải là đem về là đưa vào phân xưởng công nghệ để chế biến ngay, mà đều phải qua một quá trình đánh giá. Thì quá trình đó được thực hiện tại cái thiết bị chưng cắt mô phỏng. Tại cái thiết bị này thì như là một cái phân xưởng chưng cắt dầu thô thu nhỏ là ở cụm phân xưởng Unit 11, đó là Crude Oil Distillation Unit. Và khi dầu thô được đem về thì tại ban quản lý chất lượng thực hiện quá trình đánh giá cho từng loại dầu đơn lẻ. Thì quá trình đánh giá cho từng loại đơn lẻ sẽ cho ta biết được các điểm cắt của từng loại dầu thô tương ứng. Và sau khi đánh giá từng loại dầu thô tương ứng thì sẽ phối trộn vào với nhau để đưa vào cái phân xưởng công nghệ. Như vậy quá trình phối trộn tại nhà máy lọc dầu không phải chạy đơn giản từ một loại dầu thô, mà trong đó có sự phối trộn giữa dầu thô nội địa và dầu thô nhập ngoại. Đó là dầu thô nhập ngoại thì thành bằng dầu chua nhiều hơn. Khi đánh giá thì tại cái thiết bị của phòng thí nghiệm thì thực hiện một quá trình mô phỏng thu nhỏ, như là từ dầu thô sẽ đưa vào thiết bị và sẽ thực hiện chương trình trưng cắt tương ứng, tức là sẽ cắt thành các phân đoạn với dãy nhiệt độ khác nhau tương ứng với từng chủng loại của phân đoạn, sẽ ra được tương ứng các loại sản phẩm. Từ năm 2011, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động và do công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tự quản lý và vận hành. Sản phẩm do nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất từng bước đa dạng hóa. Ngoài các sản phẩm truyền thống như xăng RON 92, 95, diesel ô tô, khí propylene, hạt nhựa PP, khí hóa lỏng LPG, dầu hỏa, nhiên liệu bay ZA1, dầu nhiên liệu FO. Hiện nay,
nhà máy đang nghiên cứu sản xuất thêm các loại sản phẩm mới như xăng E5, nhiên liệu phản lực jet A1K và nhiên liệu diesel L62 sử dụng trên vũ khí, trang bị, thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt. Đối với tổ hợp thiết bị công nghiệp vô cùng phức tạp và vận hành trong một điều kiện khắt khe về quy trình, yêu cầu an toàn tuyệt đối thì đội ngũ kỹ sư vận hành là yếu tố cực kỳ quan trọng. Điều đáng mừng nhất là toàn bộ quy trình vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất đều do các kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm. Một quy trình vận hành xử lý phức tạp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm của nhà máy theo tiêu chuẩn. Thật ra công đoạn nào cũng khó khăn, chẳng hạn ngoài FBM thì mùa mưa bão thì nhập dầu rất là khó khăn, thời tiết ảnh hưởng. Còn trong chế biến đưa dầu thô vào xong rồi chế biến ở các phân xưởng công nghệ cũng là khó khăn vì quy trình công nghệ phức tạp, anh em phải kiểm soát tất cả các thông số, các cái chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm để đảm bảo là mỗi công đoạn sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, thì khi mà phối trộn thì sản phẩm cuối cùng mới đảm bảo chất lượng, nên là tất cả các công đoạn đều quan trọng như nhau, chỉ cần lỗi một công đoạn thì sản phẩm sẽ không đạt chất lượng theo mong muốn của khách hàng. Tại nhà máy này có một nguyên một hệ thống quản lý an toàn chất lượng rất là đảm bảo từ quy trình, nên là chúng tôi quản lý từ cái nguồn nguyên liệu chúng ta nhập vào, chúng ta đã kiểm tra tất cả các thành phần tạp chất của nguyên liệu dầu thô. Từ nguyên liệu dầu thô chúng tôi mới đề ra những cái phương án để kiểm soát từng công đoạn sản phẩm của chúng tôi. Thì trong đó thì mỗi phân xưởng thì đều có kiểm soát chất lượng đầu ra của phân xưởng. Sau đó là chúng tôi đưa về một khu bể chứa trung gian để chứa các cấu tử. Và sau đó từ bể chứa trung gian chúng tôi thực hiện phối trộn, sau đó lại lấy mẫu và kiểm tra chất lượng ở công đoạn phối trộn. Khi nào công đoạn nó hoàn thành xong thì chúng tôi mới chuyển xuống một khu bể chứa sản phẩm. Tại đó thì chúng tôi lấy mẫu tiếp và sẽ lấy mẫu để cấp chứng nhận COQ, là chứng nhận quản lý chất lượng, thông qua một bên thứ ba. Chứ không phải là Bình Sơn thông qua một bên thứ ba họ có kiểm định đàng hoàng, xong rồi chúng tôi mới bán ra thị trường. Nên là sản phẩm này kiểm soát từ đầu tới cuối qua rất nhiều công đoạn. Bảo đảm an ninh năng lượng được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55 NQTVK ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã nêu rõ quan điểm. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời điểm cuối năm 2022, khi thị trường xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động, thì vai trò của nhà máy lọc dầu Dung Quất lại càng quan trọng hơn. Trên lý thuyết, Việt Nam tự chủ được khoảng 70% nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước từ hai nhà máy là lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, phần còn lại là nhập khẩu. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế xảy ra thì có sự khác biệt rất lớn. Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn hoạt động ổn định công suất cao, có những thời điểm ở mức 112%, cao nhất trong lịch sử vận hành, nhằm góp phần ổn định nhu cầu thị trường xăng dầu trong nước đang thiếu hụt nghiêm trọng. Chính vì vậy, vai trò đảm bảo nguồn sản phẩm xăng dầu cung cấp cho thị trường của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn càng có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta cũng đã thấy rất là rõ cái ảnh hưởng của cái năng lượng xăng dầu, năng lượng đối với đặc biệt là cuộc sống thiết thực của người dân trong giai đoạn mà dịch bệnh Covid vừa qua. Chúng ta thấy gần như là có một cái cuộc khủng hoảng. Nếu như mà không có cái sự cung ứng kịp thời của các nhà máy lọc hóa dầu thì rõ ràng là chúng ta rất là bị động trong cái việc nhập khẩu xăng dầu. Bởi vì trong giai đoạn không khủng hoảng, không phải mỗi nước ta mà kể cả các nước khác, nước nào cũng đang có cái nhu cầu rất là lớn. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng là cái việc tự chủ nguồn cung nhiên liệu cho đất nước là một trong những yếu tố rất là thiết thực.
Mà trong giai đoạn đó thì đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ thì chúng tôi đã vừa là tăng công suất của nhà máy, vừa là đảm bảo cung cấp nhiên liệu tất cả các nơi, tất cả các loại nhiên liệu kịp thời cho người tiêu dùng. Ngoài các sản phẩm xăng dầu sản xuất từ quy trình lọc dầu, sản phẩm hạt nhựa polypropylene PP cũng đang là sản phẩm hóa dầu quan trọng của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Nhà máy đã cung cấp ra thị trường sản phẩm hóa dầu là hạt nhựa PP, góp phần đảm bảo nguyên liệu cho ngành sản xuất nhựa trong nước cũng như xuất khẩu. Hệ thống sản xuất, đóng gói hoàn toàn khép kín và tự động đã làm năng lực sản xuất hạt nhựa PP của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cao. Mỗi chuyến xe chuyên chở 20 tấn hạt nhựa từ lúc vào kho nhập hàng đến lúc rời cổng chỉ mất chưa đến 10 phút. Nhờ có tầm nhìn chiến lược cùng công lao, tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà địa chất, lớp cán bộ đầu đàn của ngành dầu khí Việt Nam, chúng ta đã nghiên cứu thu hồi khí đồng hành để sản xuất điện kịp thời, đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu cấp bách về năng lượng điện của cả nước. Đồng thời, với việc triển khai tổ hợp khí, điện, đạm Cà Mau đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm hàng trăm triệu ngoại tệ hàng năm trong việc nhập khẩu phân bón. Đối với tập đoàn thì ngoài việc thực hiện thành công cái chiến lược của tập đoàn đối với việc phát triển cái khu vực Tây Nam của Tổ quốc thì cũng giúp cho cái việc chúng ta nâng cao được giá trị sử dụng tài nguyên dầu khí ở khu vực trồng lấn, khu vực PIMBA, đưa các cái công nghệ mới, đưa các cái khoa học mới và đưa các cái sản phẩm mới ngoài dầu khí như là phân đạm, như là điện, như là LPG đi vào cuộc sống. Mục tiêu lớn nhất của cụm khí, điện, đạm Cà Mau là tạo ra một sức bật mạnh mẽ để thay đổi cơ cấu kinh tế Cà Mau, phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế cả vùng Tây Nam Bộ. Sau khi các công trình đi vào hoạt động, những sản phẩm của khí, điện, đạm đều thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp khác sử dụng nguồn khí áp thấp sản xuất các sản phẩm hóa học nguyên liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Có thể nói, sự ra đời của cụm khí, điện, đạm Cà Mau là mảnh ghép cần thiết cho bức tranh công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, là sự thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Cà Mau và đồng bằng sông Cửu Long. Trong suốt thời gian qua, cụm khí, điện, đạm Cà Mau đã được vận hành an toàn, ổn định, không chỉ mang lại hiệu quả đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mà còn có ý nghĩa chiến lược về kinh tế xã hội của cả khu vực. Thành công của nhà máy đạm Cà Mau cùng với thành công trước đó của đường ống dẫn khí và hai nhà máy điện Cà Mau đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư cụm công nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Việc đưa cụm dự án khí điện đạm Cà Mau vào hoạt động đem đến những cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy là cái đóng góp rất quan trọng trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Cà Mau nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đóng góp tạo công ăn việc làm, và hàng năm thì cái cụm này nộp ngân sách cho tỉnh Cà Mau trên 50% tổng thu ngân sách của tỉnh, và đồng thời với cái việc cung cấp 1.500 MW điện thì cũng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, đặc biệt là cho khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực trọng điểm kinh tế. Và với cái việc cung cấp 800.000 tấn ure một năm ấy, thì cũng góp phần đảm bảo cái việc đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước thông qua cái việc cung cấp cái nguồn phân bón cho đồng bằng sông Cửu Long. Từ nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên, các sản phẩm phân bón Phú Mỹ đã trở thành một phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Nam Bộ. Nguyên liệu chính của các nhà máy sản xuất phân bón là khí đồng hành từ mỏ dầu Bạch Hổ và các mỏ trong bể Cửu Long. Ngoài ra, có thể sử dụng khí thiên nhiên từ các bể khác thuộc thềm lục địa phía Nam. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí trong 20 năm qua đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có một nhà máy sản xuất ra một sản phẩm phân bón đơn là đạm Phú Mỹ, nhờ tập trung triển khai hàng loạt dự án đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển này,
tổng công ty đã có tổ hợp các nhà máy sản xuất đa dạng, bộ sản phẩm phân bón đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nổi bật là nhà máy NPK Phú Mỹ có công suất 250.000 tấn một năm. Sau khi đi vào vận hành sản xuất, cung cấp cho bà con nông dân bộ sản phẩm NPK Phú Mỹ chất lượng cao. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, từ chỗ chỉ có duy nhất một sản phẩm hóa chất là Ammoniac, nay đã cung ứng hàng loạt hóa phẩm dầu khí, phụ gia sản xuất phân bón, khí CO2 thực phẩm. Từ chỗ chỉ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, đang tích cực tham gia thị trường quốc tế. Từ tổng sản lượng kinh doanh phân bón và hóa chất hàng năm lên 1,2 triệu tấn, trở thành một thương hiệu lớn trong ngành phân bón, hóa chất dầu khí, là một đơn vị thành viên quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là một tập đoàn kinh tế quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong lĩnh vực sản xuất xăng dầu, hóa chất dầu khí, PVN đã đạt được những thành tựu đáng kể. PVN hiện là chủ sở hữu và vận hành hai nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam, đó là nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hai nhà máy này đã góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, giảm nhập khẩu xăng dầu, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, PVN còn đầu tư phát triển các dự án hóa dầu, sản xuất các sản phẩm hóa chất dầu khí có giá trị cao. Các sản phẩm hóa chất dầu khí của PVN đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, những đóng góp của PVN đối với các sản phẩm xăng dầu, hóa chất dầu khí bao gồm: đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, giảm nhập khẩu xăng dầu, góp phần bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển các dự án hóa dầu, sản xuất các sản phẩm hóa chất dầu khí có giá trị cao, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của Việt Nam; tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Xu thế chuyển đổi phương thức phát triển để hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của các quốc gia, phù hợp với thực tế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. Có thể thấy rằng, ngành năng lượng Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện chủ trương phát triển bền vững. Với những mục tiêu thể hiện tầm nhìn dài hạn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ làm thế nào để trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực? Làm thế nào để chuyển đổi hiệu quả sang tăng cường khai thác phát triển các nguồn năng lượng sạch, bền vững cho đất nước như khí tự nhiên, LNG, điện gió ngoài khơi, hydro, ammoniac xanh? Ở phần cuối của series phim tài liệu này, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu một thời kỳ mới, những sản phẩm mới của ngành năng lượng Việt Nam.